Có lẽ Toyota Fortuner là một trong những mẫu xe cần có những cái sự thay đổi mạnh mẽ nhất ở tại thị trường Việt Nam. Đang từ một con gà đẻ trứng vàng của Toyota giờ lại biến thành gánh nặng của thương hiệu đến từ Nhật Bản. Chính vì vậy mà phiên bản 2022 đã bắt đầu xuất hiện tại Thái Lan, hy vọng sẽ đem tới cái luồng gió mới cho mẫu xe SUV 7 chỗ này. Trong khi đó thì người hàng xóm Mazda có thể sẽ ra mắt mẫu xe bán tải của mình vào cuối tháng này ở tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, với 26.000 chiếc xe Mazda 3 bị lỗi logo trên vô lăng, Mazda 3 sẽ bị triệu hồi tại Mỹ. Và để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Nói về ngoại hình của Fortuner 2022 thì mình cho rằng là cũng sẽ không có những cái sự thay đổi gì quá phức tạp và tạo nên một cái cuộc cách mạng mới trong phân khúc đâu. Khả năng cao hãng xe đến từ Nhật Bản sẽ có những nâng cấp bên trong khoang lái cũng như cải tiến động cơ lẫn trang bị, chứ sẽ không có nhiều nâng cấp thay đổi về mặt ngoại thất. Với những ảnh bên trên màn hình thì chúng ta có thể thấy là Fortuner mới có những điểm thay đổi rất đáng chú ý. Đầu tiên đó chính là phần la răng xe được sử dụng là dạng 5 chấu, có cách tạo hình khá là bắt mắt. Chiếc xe chạy thử nghiệm được dán kính tối màu nên khoang nội thất của Fortuner 2022 vẫn là một trong những điều bí ẩn. Mình cho rằng ở phiên bản mới, nếu như Fortuner nâng cấp triệt để hơn, thay đổi một số chi tiết như là cần số dạng zig zag, phanh tay cơ, màn hình LCD cảm ứng sắc nét hơn, nâng lên khoảng 10 inch như các đối thủ. Bên cạnh đó, phần màn hình tablo đang sử dụng dạng analog được nâng cấp lên thành dạng digital thì sẽ dễ dàng thuyết phục khách hàng hơn. Chính vì sự bảo thủ và chậm thay đổi đã khiến cho mẫu xe này bị tụt lại phía sau so với Everest và đặc biệt là Vario Sport. Cá nhân mình cho rằng là phiên bản 2022 sẽ có cải tiến mạnh mẽ ở bên trong nội thất xe. Còn lại về phần vận hành thì Fortuner 2022 có lẽ sẽ vẫn được duy trì hai khối động cơ là diesel 2.4 và 2.8 lít. Tuy nhiên sẽ có những cái sự khác biệt rõ ràng so với thế hệ trước đó. Đó là khối động cơ này được áp dụng công nghệ hybrid. Đây là một trong những sự kết hợp rất nổi bật và nếu như để so sánh với các đối thủ thì đây sẽ là một trong những điểm nhấn của Fortuner 2022. Theo thông tin đến từ Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, một cuộc điều tra do nhà cung cấp linh kiện của Mazda thực hiện đã xác định quá trình thủy phân trên những logo bị lỗi khiến chúng nhanh bị lão hóa, dễ bị vỡ khi gặp sự cố. Từ đó, túi khí bị bung ra sẽ khiến phần logo này đập vào mặt của người lái. Cho đến năm nay thì hãng xe Nhật Bản đã nhận được báo cáo có 10 vụ tai nạn liên quan đến lỗi này và quyết định đưa ra thông báo triệu hồi. Có tổng cộng 260.915 chiếc Mazda 3 bị ảnh hưởng. Cá nhân mình cho rằng lỗi trên ô tô là việc hết sức bình thường, quan trọng nhất là nhà sản xuất họ xử lý thế nào mà thôi. Một điều nữa, đây cũng là một trong những sự cố không phải là nghiêm trọng cho lắm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng. Với những sự cố triệu hồi trên thì việc nhà sản xuất khắc phục lỗi cũng cực kỳ đơn giản và không hề tốn kém quá nhiều chi phí thiệt hại. Tuy nhiên với vụ việc trên thì chúng ta phải thừa nhận rằng là Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng và các cơ quan lập pháp của Mỹ rất khắt khe trong vấn đề bảo vệ an toàn cho khách hàng sử dụng. Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy được những cơ hội và thách thức cho hãng xe ô tô VinFast ở tại thị trường Mỹ, nơi mà có thể biến giấc mơ thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào thành hiện thực, nhưng cũng có thể biến giấc mơ đó là một cơn ác mộng khi dính vào những bê bối liên quan tới lỗi kỹ thuật sản phẩm và nhất là bị khách hàng tẩy chay. Thaco cho biết sẽ giới thiệu Mazda BT50 thế hệ mới ở tại thị trường Việt Nam vào tháng 12 này. Lần nâng cấp gần đây nhất của mẫu xe bán tải này là vào năm 2018. Việc ra mắt thế hệ mới vào thời điểm này là cần thiết cho Mazda BT50. BT50 mới sẽ mang phong cách thiết kế cô đô tương tự với các mẫu xe khác của Mazda. Không khó để nhận ra BT50 mới có một cái phần đầu trông trẻ trung hơn, với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng LED. Phía bên dưới là cụm đèn cản tích hợp đèn báo rẽ, đèn DRL và đèn sương mù. Mình cho rằng là BT50 nâng cấp ở ngoại thất cũng chưa thực sự nổi bật để so sánh với các đối thủ. Ngoại hình khá là đơn giản và không tạo ra được những điểm nhấn so với các đối thủ trong phân khúc. Các chi tiết như ốp cửa hay là khu vực ốp tablo cũng được sử dụng bằng da. Màn hình trung tâm giải trí là loại 9 inch cảm ứng có hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, có thể sử dụng trợ lý ảo Kiki. Hy vọng là những trang bị nâng cấp như phiên bản có mặt tại Úc sẽ vẫn được giữ nguyên khoảng 70% để BT50 sẽ có cửa để so sánh với Ranger, Hilux và đặc biệt là Nissan Navara thế hệ mới ở tại thị trường Việt Nam. Động cơ trên BT50 là loại VGS 1.9 lít sản sinh ra công suất tối đa là 150 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm. So với khối động cơ 2.2 lít hiện tại thì động cơ mới cho công suất lớn hơn khoảng 2 mã lực nhưng mô men xoắn kém hơn 25 Nm. Mazda BT50 mới có hai tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp số.
Nhắc tới khối động cơ 1.9 lít sản sinh ra khoảng 150 mã lực, mình dám khẳng định một cách sánh chín với các bạn rằng là chiếc xe này sẽ lại là một trong những chiếc xe tranh nhau vị trí những dòng xe bán ế nhất ở tại thị trường Việt Nam, chứ chưa nói đến cái việc là giành top của những đối thủ mạnh hơn. Lý do là sức mạnh của khối động cơ BT50 chỉ ngang ngửa so với Toyota Hilux 2.2 lít ở mức là 147 mã lực và 400 Nm. Tuy nhiên thì kém hơn so với Mitsubishi Triton 2.4 lít Mi-Pack sản sinh ra khoảng 178 mã lực. Ranger 2.2 là ở mức 157,7 mã lực. Với 150 mã lực thì mình cho rằng là công suất máy còn kém hơn cả một chiếc crossover hạng C, chứ chưa nói đến so sánh với các mẫu xe bán tải trong phân khúc. BT50 mới tôi cho rằng không có những cái sự nổi bật gì đáng chú ý cả, nhưng lại còn có một cái mức giá bán cao hơn so với phiên bản cũ từ 80 tới 100 triệu đồng. Mazda BT50 mới sẽ được bán với 4 phiên bản là 4x2 MT, 4x2 AT, 4x2 Luxury và 4x4 Premium. Giá bán dự kiến sẽ dao động từ 659 tới 849 triệu đồng. Mình cho rằng là Mazda không mặn mà lắm với phân khúc này, chính vì thế mới đưa một mẫu xe kém hấp dẫn như thế này về Việt Nam. Chắc có lẽ tôi cho rằng chỉ để làm đủ cái giải sản phẩm thôi, còn lại cũng không mong chờ gì về chiếc xe bán tải này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi bản tin News số 40 của Auto Việt Nam. Ở cuối video mình xin gửi tới các bạn những hình ảnh đẹp về showroom tiêu chuẩn 3S mới của VinFast. Xin chào và hẹn gặp lại.